Sau em test cái cặp test Kenwood này nhá. Đây, test Kenwood đây. Cho anh Luật ở Hồ Chí Minh, anh đã chuyển khoản để lấy cái cặp test này rồi nhá. Sau đây thì em sẽ test từng bên một cho mình nhá. Đấy. Test này thì anh lưu ý cho em là về thì anh bật ở chế độ nhỏ thôi, vừa phải thôi. Anh mà bật to quá nó dẫn đến tình trạng bị chết test anh nhá. Đấy, kể cả khi có phân tần các thứ rồi thì nó cũng rất dễ bị chết. Đấy, em đang lấy nguồn phát từ đây, em cho to lên. Nhỏ đi này. Đấy, to lên này. Đấy, nhỏ này, to này. Đấy, ok nhá. Giờ tép này ok, em sẽ chuyển sang tép cái tép bên này cho mình. Đấy, cũng từ từ em sẽ cho to lên này. Nhỏ đi. Đấy, to lên này. Ok nhá, nhỏ đi này. Đấy. Vâng, sau đây thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh nhá. Hai tép của anh đều hoạt động bình thường nhá. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm và đặt hàng với em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.